Những sai phạm cụ thể của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi như thế nào hiện vẫn chưa được các cơ quan công bố. Tuy nhiên, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thì đây đều là các sai phạm nghiêm trọng đến mức phải xem xét kỷ luật. Và thực tế thì vài năm trở lại đây, dư luận tại Quảng Ngãi có nhiều râm ran về một loạt các chủ trương bất thường của lãnh đạo tỉnh, nhất là việc giao đất cho doanh nghiệp và tổ chức tạm ứng vốn ngân sách ở các dự án. Thành phố Giáo dục Quốc tế Quảng Ngãi có diện tích gần 9 ha, được xem là khu đất vàng giữa trung tâm tỉnh Quảng Ngãi. Trước khi trở thành tài sản của doanh nghiệp như bây giờ, khu đất được quy hoạch làm công viên. Từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã điều chỉnh, thay đổi quy hoạch để xóa sổ khu đất công viên tại vị trí này. Tiếp theo đó là tổ chức giao đất sạch và cấp giấy chứng nhận thuê đất 49 năm cho doanh nghiệp. Điều làm dư luận khó hiểu là khi ấy, cả tỉnh ủy lẫn Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đều thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch, tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng đất để giao cho doanh nghiệp. Trong những năm qua, Quảng Ngãi ghi nhận rất nhiều dự án được chuyển đổi hoặc bổ sung quy hoạch tương tự như thương vụ Thành phố Giáo dục Quốc tế. Điểm chung của dự án này là được Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Thành ủy, huyện ủy thống nhất chủ trương. Việc chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành điều chỉnh quy hoạch khu đất rộng đến 8,6 ha là đất công viên để giao cho một đơn vị tư nhân làm giáo dục đã khiến dư luận tỉnh nhà râm ran suốt một thời gian dài. Và điều đáng nói là quá trình điều chỉnh quy hoạch này cũng như là tiến hành giao đất thì thực hiện một cách nhanh chóng bất thường. Và mới đây thì cũng chính Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ký một văn bản thay đổi tư cách pháp nhân tại dự án này. Và điều này khiến dư luận đặt thêm một câu hỏi là liệu đây có phải là một thương vụ giáo dục thật sự hay là một thương vụ giao đất có nhiều điều nghi ngờ. Trong những năm qua, Quảng Ngãi ghi nhận rất nhiều dự án được chuyển đổi hoặc bổ sung quy hoạch tương tự như Thành phố Giáo dục Quốc tế. Điểm chung của các dự án này là được Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Thành ủy, huyện ủy thống nhất chủ trương. Có nhiều dự án còn thay đổi vị trí liên tục như dự án khu liên hợp thể thao tỉnh Quảng Ngãi. Đặc biệt với chủ trương chỉnh trang đô thị, chính quyền đã tổ chức thu hồi đất tràn lan với giá từ vài trăm ngàn đồng để giao cho doanh nghiệp làm dự án phân lô, bán nền với giá hơn 10 triệu đồng một mét. Thu cái đây ông trả tiền họ mới dựng một sào là chỉ có 300 hơi trăm mấy 300 triệu. Mà bán ra một nền, họ phân ra là họ bán ra một nền như vậy là 1 tỷ mấy. Nói như vậy tôi thấy là nó chênh lệch, bây giờ trả cho dân là quá thấp mà đi bán là như vậy đó. Là tôi thấy là không được rồi. Ngoài ra trong hàng loạt dự án đầu tư công, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi còn tổ chức tạm ứng vốn để triển khai trước từ vài chục đến vài trăm tỷ đồng. Những bất thường này cùng với việc một số doanh nghiệp ở Quảng Ngãi trúng thầu theo kiểu thâu tóm hầu hết các dự án tại địa phương, khiến dư luận về hiện tượng sân sau, doanh nghiệp thân hữu, nhóm lợi ích âm ỉ lâu nay tại Quảng Ngãi. Tôi cho cái này cũng đặt ra nhiều dấu hỏi. Với cái sân sau thì nó tiềm ẩn, ai biết. Chúng như Trung ương bây giờ cứ nói là lợi ích nhóm. Thì tôi cho rằng nó cái đó là một cái rất là trăn trở. Cán bộ mà đã kinh qua hoặc là người dân người ta biết được thì cái đó cũng cái trăn trở. Có thể tôi thấy ở trên cái đại thể vậy, những cái cụ thể tôi không nói ra được. Thì tôi nghĩ là chắc chắn những cái điều này nó cũng không tránh khỏi. Bên cạnh những bất thường có dấu hiệu sai phạm tại hàng loạt dự án đầu tư, sử dụng đất đai, trong công tác bổ nhiệm cán bộ tại Quảng Ngãi cũng tồn tại rất nhiều vụ việc, khiến cán bộ, đảng viên bất bình trong thời gian dài. Với hàng loạt bất thường đã được bộc lộ thời gian qua, khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận về việc Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có nhiều vi phạm, dư luận vì đó mà không quá bất ngờ.